cần gì phải công tác gì? Hôm nay mấy tây rồi? Bữa nay là 20 tháng 10. Còn 2 ngày nữa. Hải Đường, tôi thực là khó hiểu tại sao cô lại chống đối với tôi. Nếu như mà cô chịu theo tôi, địa bàn của hai đứa mình cộng vào nhau, thì cả miền Trung Nam sẽ dưới sự khống chế của mình. Thả em tôi ra. Trong sông bạc của tôi có một nội quy. Nếu cô chơi với tôi 3 lần, cô thắng 2 lần, tôi sẽ nghe theo cô. Được, bắt đầu đi. Tốt. Bây giờ chơi xì dách. Cô làm cái. Hả? 16 điểm. Tôi lấy cái kia. Trời, 22 điểm. Ê, quang ngô, quang ngô, quang ngô. Giỏi thiệt đó. Tôi có quyền không lấy bài. Tôi 20. Anh thua rồi, chị phục được chứ? Chơi tới cùng đi, chúng tôi ở đằng sau ủng hộ cho cô. Nhìn gì? Nói anh hả? Nói anh đó. Nói anh đó. Thủ tiết gì? Tới phiên anh đích thân chơi rồi. Được. Tôi cũng muốn xem coi cô học được bao nhiêu công phu của ba cô. Lần thứ hai chơi cá sấu. Xin mời cô. Quỳ, lỗ mũi của anh chảy máu cam được kìa. Hả? Đâu có gì? Hả? Tôi lấy số 7. Tôi lấy 1, 2, 3, 4, 5. Một, hai, ba, bốn, năm. Cô thua rồi. Bị ổi. Bị ổi. Trong sông bài, chỉ có ăn và thua. Không có gì bị ổi hay là không bị ổi. Lần thứ ba, tôi muốn chơi với cô. Quang đã. Lần nào cũng do anh quyết định, lần này đến phiên tôi quyết định một lần chứ. Anh nói cái gì? Anh không hiểu sao? Tôi nói lại một lần nữa, lần nào cũng do anh quyết định, lần này phải đến phiên tôi quyết định mới đúng chứ. Biết chưa? Đừng nói bậy bạ, coi chừng mất mạng đó. Tôi thắng một lần, thua một lần thứ ba chơi gì đây? Ê, ê, lấy hòn đá bốn tới bốn lùi đâu phải là chơi cờ bạc. Lần này phải chơi lại trò căn bản. Nè, mỗi người một tấm coi lớn. Ai à, đồng ý. Cô rút trước. Quỳ. Gì? Cô chắc chắn là thua anh ta rồi. Tại sao? Ta mất bích ở trong tay giá của nó. Ờ, ê, ê, ờ, đừng cha lấy bài lớn, đổi lại qua lấy bài nhỏ. Vậy cũng được. Quên nè, nó lại đổi bài rồi. Ừ. Quên, ở đây chờ chút nha. Quên, 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 quên. Cô rút trước. Lật ra coi. Ê, khoan nè. Tôi lật chìm chưa? Anh. Còn anh cái gì nữa? Trong bộ bài có đến 282 rồi hay sao? Hai điều. Bên cạnh cô có một cao thủ như vậy. Chúc mừng, chúc mừng. Thả người ra đi. Thả hai người trở ra. Hình như đã từng gặp anh. Ở bên nước Pháp, tôi có xem một bức tranh. Có phải của anh không? Ở bên Pháp anh đã xem bức tranh nào? Anh có phải là thần bài không? Ha 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 ha
Anh nhìn không có làm người đâu. Đúng vậy. Chính tôi là thằng Bài đi. Lấy ái cho tôi. Tôi là đồ đệ của thằng Bài. Trần Tiểu Đao đi. Quê. Đừng đi. Vậy thằng Bài đang ở đâu? Các vị khán giả, vỗ tay đi. Thằng Bài. Wow. Anh thật là thằng Bài đó sao? Bây giờ lâm vào tình cảnh này, tôi nghĩ tôi cũng không nên giấu giếm anh nữa. Không sai, tôi tức là thần Bài Cao Tiến. Tôi chính là kẻ thù giết chết vợ con của anh. Anh ngó thấy tôi mà vẫn còn bình tĩnh như vậy sao? Nói sao, vợ của thần Bài bị anh ta giết chết rồi sao? Tôi ngang dọc trong giang hồ thế nào cũng có tam thê tứ thiếp. Tôi có bao nhiêu người vợ tôi đếm cũng không hết. Cái cô mà anh giết đó đúng là cái cô rất tệ mà tôi muốn ruồng bỏ cô ta. Thật ra tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Được. Tôi thì muốn danh chánh ngôn thuận chơi danh một ván bài, cho các đại biểu ở casino khắp nơi chịu phục sát đức. Đừng tiếp tục nói với tôi nuốt chửng quỷ tiền nữa. Đừng có nói nhiều, ba ngày sau sư phụ của tôi sẽ chơi danh một quan. Tới chừng đó anh phải nhớ kêu bà con cô bác các nhân sĩ trứ danh trong xã hội đến coi anh thua như thế nào. Được. Ba hôm sau vào nửa đêm 12 giờ, tôi ở chỗ này chờ đợi các vị. Đặt tiền ít nhất 100 triệu mới kịp. Muốn đi đá về nhà đi. Anh Cao, tiền bạc không thành vấn đề, xin mời. Đừng té đá ở đây nha. Lòng ngủ. Nếu như mà có ai rụt rịch bắn chết đi. Dạ, thế nào? Tôi về rồi đó. Để họ đi. Theo dõi hoạt động của họ. Dạ. Kêu tôi không thể bắt về đây. Nhìn coi anh ta có phải là thân bại hay không. Dạ. Đi. Đi. Mời các vị nghỉ ngơi ở đây vài ngày. Tôi có đủ anh em để bảo vệ các anh rồi. Cô đừng có lo. Có thằng Bài Cao Tiến tôi ở đây, tụi nó đánh bao nhiêu là chết bấy nhiêu. Thật ra việc mà tôi lo lắng nhất là thù Tiến Sì nó sẽ tới kiếm cô. Cho nên tôi đề nghị tối nay cô đừng có trở về nhà. Cô phải ở lại chỗ này. Và cô phải ở trong một phòng với tôi, để tôi bàn bạc với cô. Đồng thời tôi có thể tận hết sức của mình để bảo vệ cho cô. Như vậy cũng được thuận tiện. Để tôi giải thích thực lực và quan hệ của nhà họ Hải chúng tôi và nhà họ Thù trên nghề nha. Vậy thì còn chờ gì nữa, chúng ta lập tức lên phòng trò chuyện suốt đêm nha. Xin mời. Mời các vị cứ tự nhiên. Anh đã về thần sóc công tử, phải cẩn thận. Sư phụ như đừng có đi quá mức nha. Không cần phải lo. Mời qua bên này. Dạ. Anh có biết làm như vậy sẽ hại chết anh của tôi không? Khi gồng cờ anh giả làm thằng Bài. Bây giờ anh ta rất là phấn khởi. Chết cũng cam lòng. Ngày nào trúng minh, ngày đó quy hoàng, ngày nào bé minh. Tôi mình tới đây để lấy tiền thôi. Lấy được tiền thì phải đi về. Còn giả làm thằng Bài làm cái gì nữa? Có phải không đạt được chưởng? Kêu tôi làm ngủ. Anh này cũng điên rồi. Anh của tôi. Tôi còn đang mê tích cửa lấy cái súng chỉ cho anh cũng không đi đâu. Vậy ba hôm nữa thì tính sao? Kêu anh so tài với người ta. Thì để cho anh ta thoải mái vài ba ngày, còn gì phải lo như vậy? Anh của tôi giả làm thằng Bài có khác gì làm ô nhục thằng Bài đâu. Không được, tôi phải lên chỉnh dạch mặt của anh ta. À, cô không nên dạch mặt anh ta đâu. Cô nghe tôi khuyên một lần có được không? Tôi là người như vậy đó. Muốn tôi nghe lời anh trừ phi là thằng Bài. Được. Ui, lông ngủ, coi chừng nha. Nè, làm cái gì đó, mà thả tôi xuống đi. Mà cô còn lải nhải nữa, tôi cởi quần ra sẽ đánh cái mông của cô đó. Anh dám hả? Tôi rất sợ. Có gì mà không dám? Anh đừng có lại gần tôi nha, tôi la lên đó. Dù cô có là rác cổ cũng không ai nghe đâu hả? Tránh ra đi, tránh ra. Quê, cô nói đó nha. Chờ một chút. Ở lại đây. Bước tới đây. Cô kêu tôi đi ra hay đi vô đi? Nói đi. Đi vô đây. Xoay cái lưng lại. Muốn làm gì? Cứ xoay cái lưng lại mà, ngồi xuống đây đi.